Cuộc đời của tôi thì là một thanh niên rất là khỏe mạnh bình thường. Cho đến năm 2018 thì xảy ra một cái biến cố, rồi tôi mất đôi chân, đúng vào năm 25 tuổi. Và bác sĩ nói là gia đình về chuẩn bị hậu sự luôn. Là tôi bị mắc một căn bệnh đó là tắc nghẽn mạch máu, khiến cho đôi chân nó bị hoại tử, xong dần dần là phải cưa luôn. Cái khoảng khắc mà mẹ đẩy vào trong cái phòng mổ, cái cửa phòng chuẩn bị đóng lại thì mẹ mới ghé sát mẹ nói là con cố gắng lên, cố gắng sống để quay trở ra. Thế câu nói nó tự nhiên làm cho mình hình dung được là còn mọi người đang đợi mình ở ngoài này và kiểu mình phải sống ấy. Một người mà chỉ nằm một góc nhà, nhìn xung quanh chỉ bốn bức tường, rồi hàng ngày không đi đâu được, nằm một chỗ như vậy thì thực sự là nó cảm giác mình là một người vô dụng, hoặc mình còn đi đâu được nằm một chỗ như vậy thì thực sự là nó cảm giác mình là một người vô dụng, hoặc mình còn phiền đến gia đình. Theo thời 2019, ba thắp hương lên ông bà, ba khóc. Ba khóc to luôn. Rồi mẹ khóc, hai đứa em khóc, rồi mình cũng khóc. Có nghĩa là cả gia đình khoảng khắc đó là khóc hết luôn. Là mình hiểu được cái nỗi đau của gia đình mình nó lớn cỡ nào. Chắc mình phải thay đổi thôi. Em bắt đầu mới nói em là mua cho anh cái xe lăn. Phải mua xe lăn điện nha, chứ không có xe lăn tay. Em kiểu không thích và muốn phải có người đẩy nha. Từ chung cư em đi xuống dưới sân, mình xuống mình thấy nắng mặt trời rồi, chim hót rồi, thấy gió mát mình thấm. Tại sao mình không xuống đây sớm hơn ấy? Là may lúc cái thời điểm đó nhá, có một cái chương trình mà có anh Nick về Việt Nam. Thì mình thấy là anh không tay không chân mà anh vẫn còn có thể là đi đây đi đó, rồi có thể chia sẻ truyền cảm hứng. Thì ngay từ cái giây phút đó là em nghĩ mình cũng có thể làm được. Mình muốn được như anh Nick, mình muốn trở thành một người giống như anh Nick vậy. Thì ngay từ đó em bắt đầu thay đổi, em vẫn tiếp tục kinh doanh. Em bắt đầu bán hàng lại và bắt đầu lúc đó em quay clip. Em đăng clip này kia, em thấy kiểu được mọi người yêu mến. Mọi người hay nói Khánh là Khánh bị mất đôi chân như vậy là thiệt thòi. Nhưng mà Khánh là suy nghĩ khác. Sẽ có một nơi chỗ nào cho đôi chân anh thôi lang thang. Sẽ có bình yên nhàn gắn cho những đêm dài đưa tan hoang. Cuộc đời bắt đầu thay đổi từ đấy. Em sống vui vẻ hơn, may mắn tìm được cho mình được một cái hạnh phúc riêng. Thì em cũng hỏi là tại sao em lại chọn anh. Bởi em thực sự lúc đó rất là xinh. Và chắc chắn là lúc đó cùng nhiều bạn theo đuổi lắm. Vậy em mới nói là nhìn thấy anh em thấy là em muốn dành cái tình cảm của em dành cho anh hơn. Bởi vì là những người con trai khác họ rất là dễ dàng để tìm cho mình được một cái tình yêu hay là một cái gia đình rất là dễ dàng. Còn đối với em thì sẽ khó hơn. Thành ra thời điểm đó vợ em nói câu đó em cũng rất là xúc động. Và em rất là hạnh phúc khi mà bạn ấy lựa chọn mình. Vậy em mệt hả? Mệt. Trông con mệt hả? Cố gắng lên chứ. Đang cố gắng hả? Cố gắng lên nhá. Này sang con hoãn cái đít. Hoãn cái đít xong con đưa tay sang này. Xong lật như này. Như chưa tỉnh ngủ hả con? Đến thôi đi em. À rồi được rồi, ok hiểu đúng không? Con hiểu đúng không? Rồi vô. Đó, vô. Đúng rồi, chính xác lắm. Vô. Tới con. Hoãn cái mông lên. Đúng rồi, đó, giỏi quá. Rồi. Ôi cha, Manu. Tôi vẫn bước đoạn đường dài phía trước. Bây giờ em có khả năng để mình chăm sóc được cho bản thân mình, cho vợ con của mình và gia đình của mình. Thì cái đó là cái điều nó là cái điều mình đã an tâm rồi. Hiện tại bây giờ em đang phát triển về những cái dự án về thiện nguyện. Rồi mình cố gắng làm sao đó mình lan tỏa được cái điều tích cực của mình nhiều hơn. Em muốn cuộc đời của em nó ý nghĩa hơn. Em muốn cho đi nhiều hơn.